Thưa quý vị, những ngày cận Tết trên các tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn quyền Bến Lức như quốc lộ 1A, 830, 830C và một số tuyến đường trong nội đô thị trấn, lượng phương tiện tập trung rất đông. Cục bộ xảy ra tình trạng ủng ứ kéo dài khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông. Để giải quyết tình trạng này, liên tục những ngày qua, đội cảnh sát giao thông công an quyền đã tăng cường lực lượng trực vào giờ cao điểm là một trong những quyện cửa gõ từ thành phố Hồ Chí Minh dẫn về các tỉnh miền Tây. Vì vậy, những ngày giáp Tết, lượng phương tiện di chuyển qua địa bàn quyệt Bến Lức tăng đột biến. Cùng với việc tuần tra phân luồng giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ còn tăng cường kiểm tra nhắc nhở người dân, chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông, nhất là kiểm tra nồng độ cồn và việc chấp hành các quy định về tốc độ. Trong hơn một tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an quyện đã tập trung triển khai quyết liệt đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đáng Quý Bảo và các lễ hội đầu xuân.